Quyền quan đệ tử oai hùng dày vang. Số từ đây
yên số từ đây yên căn niên số từ đây nguyện làm con thanh bấy lâu vẹn và từ nay thoát khỏi xa ra bờ hồ ông vì khai dân bờ hồ tắm cho chính vi sạch thông đầu đầu nước này đây ở sông 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 đây ở sông sông nước này đây ở sông sâu tươi lên cây nước vun trồng đời sau nước này đây ở sông sông mất trăm linh nhật đồng ông về trăm linh nhật đồng nhật tân đồng ơi vào hội quyền viên từ nay chắc chắc ngàn gì trên theo phật thành giữ theo đồng thầy sống lòng không xa đơn xa qua cầu qua cầu quan cho qua cầu sở nguyện như ý sở cầu thông tâm phong thịnh thịnh như lai điểm khai khai thần nhân khai nhi nhi thính thanh khai khẩu khẩu thông thuyết dòng nhan thập cờ thiệu quang minh chữ hình nhân ca đăng tân giam từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim định lệ dòng nhan thập cờ thiệu quang minh chữ thư dung quan thông chi đạo Phật truyền ban dịp khổ bắc giải ngân hà liệt hàng tính đầu bày ra khắp ngang nghi trời mời dạo chơi sao xa sao xa gác đác đi tính đây kiều rượu cùng đài các đi kinh tam quan cắt cắt đầu ngũ hành nhị thập ba tu tiên định hà sa
còn ghi thành tích. Tôn quan tuần thức đích trung quân. Dăm mười tháng hai đàn nhân sinh mơ thần thần hai năm tháng năm hiền hòa muôn dân đào gặp người
ở trên ngàn tôi tú anh linh linh đi nhà lên trước chân vật thành sao chỉ ngủ cha
chiến lên tứ phương châu ba, hồi đông con lớn trên tòa sơn trang, chiến lên người ông quát hoàng, bông bảy chiến đồng mơ hoàng cười, chiến lên thập nhị cô thiên bà. Sang nghe tiếng thu thú rừng gọi nhau, tuông ai xoan tỏ trên to, trên bờ sông sắt đá có thủy hương và trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. Ngày mây bấp
toan chân sao lưng đổi non vai quầy lắng ngoài non đường vai quầy lắng hoa đông đương tuần quan vào xa chơi vời khi thanh vắng lúc lại đi